Hello tất cả anh em nha. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Tino đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại cái series mà mình chơi Pokemon TCG Online nha. Và tiếp tục là những cái giao án mình muốn gửi đến cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em một bộ bài về Format Thunder. Đó là bộ bài về Machamp VMAX nha. Và nếu không có nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, bộ bài của chúng ta sẽ sử dụng một em DC DIV and V-Star nha. Đấy. Vì thì có cái mô vị đầu tiên là tìm trong bộ bài hai lá và thêm lên tay. Mô vị hai thì không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của ác tiểu đối thủ, ví dụ như là chặn đam từ vi thì mô vị hai của em này vẫn có thể xuyên qua được nha. Đấy. Thế thì dạng V-Star thì 160 sát thương và 30 sát thương tương ứng với số năng lượng mình bỏ trên tay nha, tối đa là 3. Ví dụ mình bỏ 3 năng lượng tay thì sẽ gây được hết 90 sát thương là 270. Đấy. Và cái đòn V-Star của em này thì bốc đủ 10 lá trên tay. Đây một lá bài giúp bốc 7 rất là mạnh. Maxim V, mua vị đầu tiên 50 sát thương. Sẽ cộng thêm 50 nếu như bên chúng ta có đang counter. Tương tự với mua vị đầu tiên của dạng VMAX thì 80 sát thương và cộng thêm 140 nếu như bên chúng ta có đang counter. Mua vị 2 thì có thể sử dụng cái đòn này trong lượt tiếp theo. Chúng ta có Radiant Halucha, thì này có ability là khi này ở bên ấy thì áp tiệp của bạn sẽ gây thêm 30 sát thương vào áp tiệp của đối thủ mà là VMAX nha. Đấy. À, đếm được 240 đúng không? Đấm vào VMAX có cái này thành 270. Còn thêm cái soi bèo này nữa là thành 300. Và một lá smoker mới. Đấy. Trong liệt Pokemon hệ giác đối với bạn sẽ được gây thêm 30 sát thương vào áp tiệp của đối thủ nữa, tổng cộng là 330. Đấy. Và cái hay của em này là khi em này ở dưới mộ ấy, bạn có thể bỏ hai lá trên tay, sau đó lấy em này từ dưới mộ lên lại tay để sử dụng hoặc làm gì đó tùy bạn, có thể dùng để discard hoặc là vân vân và mây mây. Ok, toàn những lá quen thuộc còn lại thôi. Ví dụ quả bóng này thì nhìn trong Pride, nếu có basic ở trong Pride thì lấy ra đó thay cho lá này. Cái này sẽ chui vào Pride thay cho cái lá basic mình mới lấy ra từ trong Pride ấy. Còn lại thì là cái rửa này thì sẽ kết hợp với Oracuru nha. Vì khi sử dụng lá này thì nhìn một lá trên đỉnh, nếu như là năng lượng basic để giác đấu thì bạn có thể đánh vào trong một Pokemon bên của bạn nha. Này. Và mình sẽ sử dụng Oracuru để mà đổi lá năng lượng từ trên tay lên trên đỉnh, sau đó sử dụng cái rìu đó để mà đánh năng lượng từ trên đỉnh vào Pokemon bên. Này. Ok, đó là tất cả những gì về bộ bài này và những lá quen thuộc thôi. Chúng ta cùng vào vai sức để làm một vài trận đấu để test xem sức mạnh của bộ bài này sẽ như thế nào nha. Ok, đối thủ đầu tiên của chúng ta lâu vậy bạn ơi, hay là free win? Không được luôn.
Quýt được hệ giác đấu rồi. Có được cái tool khá là ngon. Tên sao mình đấm 80. 110 là quýt nịt là 220 rồi, đủ đủ chết MV active của đối thủ. Cái dàn gỡ một phát là mình hết đấm đối thủ đấy, cũng hên thật. Win luôn. Khá đơn giản. Ok, đối thủ tiếp theo nào. Ok, đối thủ tiếp theo của chúng ta nè. Đi trước vội chứ gì nữa. Ninja với là Rapid Strike. Có gì không? Phải có nha. Ui giời, quá nhiều luôn. Mà kẹt nổi là cái sân này không xài được. Không có Pokemon nào ở trên tay. Vì ma cha mà dính đang cao tờ thì nói làm gì. Mình ây da. Tạm vậy thôi. Tên sao mình có thể đấm chết đối thủ đấy chứ, đừng có đùa. Quýt bò nè, lấy luôn đi. Rock thì đâu có xài được vì mình chưa có thứ gì ở dưới mộ. Ui giời ơi, ra cái sân này là toang rồi. Giờ phải có vi mắt nha. Huyền quá. Đó, giờ đấm một phát là đối thủ bay màu rồi. Đối thủ hơi non. Nếu như mà không đánh ban thì có thể đánh áp tiệm chứ. Trong trường hợp là mình không có sân thì làm sao mà có đạp cao tờ ở ban mà kích hoạt được movie đầu tiên của Machamp được. Movie đầu tiên mà không có đạp cao tờ ở ban thì đập khá là yếu.
Ok, win này. Đối thủ cũng khá là đơn giản. Tên đầu mất MV rồi thì chơi bời gì nữa. Khá là đuối dành cho đối thủ. Ok, đối thủ tiếp theo nào, thua rồi, đi sau à, đu được đi trước luôn. Cần năng lượng nha, năng lượng với DC Drive V. Không, thực ra mình chỉ cần năng lượng thôi, hai cái giày kia phải ra được năng lượng nha. Ui, ba cái giày luôn rồi, không lẽ không ra năng lượng. Không sợ bị rỉa ban luôn. Đấy, ra năng lượng ngon hơn. Không lấy luôn. Ở kìa. Phải lấy vội chứ. Ok, form thua. Tên sau. Cái form bài cho tên sau. Mình nghĩ đối thủ chưa kịp nạp đủ 3 năng lượng đâu là đã bị mình đấm chết rồi. Nhưng mà quan trọng là mình cũng đâu có Pokemon Band để mà Grammarin rỉa. Bây giờ đối thủ sẽ sử dụng những movie đầu tiên thì mình sẽ Mani. Nhưng mà mình nghĩ là đối thủ không mạnh đâu, mình ưu tiên là lấy Research hơn để có dạng VMAX đấm phát chết luôn, vậy cho nó vui. Ui, Corona Focus bốc kính vậy. Ui, lại búa. No, 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 đừng, 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 đừng. Trời ơi là trời. Ây da, khó vậy ta. Với cái Rio thì mình vẫn có thể đủ năng lượng để đấm chết nha. Nhưng mà phải có combo Rio lẫn Oranguru. Ấy à, phải còn Switch nữa, trời ơi khó thế. Giờ cho mình một Pokemon đi cái đã. Đây rồi. Rio Air Balloon V-Max. Đây 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 đây. Làm sao retreat ta? Chỉ có thể như vậy thôi. Chứ không thể làm gì hơn. Chờ xem đối thủ sẽ làm gì thôi. Trâu ta. 354. Đằng nào cũng tu hít mới chết được. Toàn Pokemon hệ lửa thôi. Ba trăm tư thì mình vẫn có thể đấm chết được. Vì có
đa điện Harucha mà mình muốn reset thôi, không gửi hết bài luôn, một đống Pokemon ăn đam cao tờ. Trời ơi, reset tầng 30 mà mình cứ tưởng là 20. Ức chế vậy ta, đậu xanh đó chứ. Santicot đang chuẩn bị lên. Trời ơi, bảo đoàn băng đứng có búa nữa. Mình đã khổ lắm rồi. Đánh được 120 à, bên sau đánh được 200. Ây da, mình sẽ mất 3 prize. Đằng nào mình cũng tua hết cái ấu cả, vì vậy mà mất cái em 1 prize kia cũng không sao. Tạm 220 thôi. Thì sẽ đi xem đối thủ làm gì. Đến vào làm gì, đằng nào cũng chết hả? Tự nhiên boss Harucha làm gì không biết nữa. Chứ không thì cũng không mất em rết với mắt kia đơn giản vậy đâu. Lại thêm một đối thủ rất là đơn giản đối với mình. Vô đối thủ của chúng ta nào. Union Điện có một Mobile Cover Pikachu luôn. Có rồi, robot thôi à.
Ok, trên đầu thì tạm vậy thôi. Đứt một rai rồi. Cần phải có đăng có thể ở bên để bót cái em này lên. À không, mình đấm ta cũng chết rồi mà. Cái hoa anh đấm được 160 rồi. Thì có Whitney. Cũng sợ ăn tê liệt lắm chứ. 130 lần mà. Robot à? Không phải, một đàn Maric. Xả ớt bài trên tay đi. Năng lượng ở sân có thôi. Hao Lucha có vẻ phế này. Thì hiện tại đối thủ không sử dụng vi mắt đâu. Vi Union à. Lá cuối là lá gì? Bridge rồi. Không lẽ mình sẽ money ra? Vậy thì không hợp lý. À, mình mất một switch rồi này. Đó là điều khá là bất lợi. Nhưng không sao, mình vẫn chiến thắng. Chúng ta cũng đi đến đội tiếp theo đi. Ok, Winder đi trước nha. Bài này không đẹp lắm, hy vọng cái bon kiếm được qua bon nào đó. Không có luôn. Toàn thế nhờ.
Bài lạ vậy ta. Ngon. Win luôn nha. Thích chất kiểu trầm gì thì mình đã chiến thắng rồi. Giờ đối thủ tiếp theo nào. Lâu ta. Thua rồi, đi sau thôi. Nếu hên hên thì được đi trước. Đấy, đi trước. Bài là thực sự không quá đẹp. Lâu vậy bạn. Trời ơi lắm vậy. Tên sao thì mình có thể hoàn toàn đấm thường. Rossmod kết hợp với loại em này đấm một phát con hit KO. Thêm một Snom nữa. Không phải à. Không có Snom đi. Không có, ok. Ôi. Em này đây để sử dụng Ultra Ball. Ok luôn, đỡ phải dùng quick ball.
Giờ mới có cái sân. Thì cái sau mình sẽ xài. Tầm này thì đánh quýt nịt được em này má, vì vậy mà không có gì đáng lo với cái việc mà không có đam cao tờ ở bên. Đối thủ vẫn chưa có được snom, cứ có là mình bót thôi, đơn giản là rồi đã có rồi, vậy thì mình bót có gì đâu. Hết snom à. Trong đất đó thì mình tự tin là mình win không thua được đâu. Đối thủ tiếp theo. Không có bay xích rồi. Rai cũng không hề có basic đâu, có 3 lá vậy, hy vọng có năng lượng. Tạm thời cũng ok rồi. Nên sao đấm được đối thủ chết thì quá ok. Cơ hội đây rồi. Hết game nhỉ. Và video review về bộ bài Mai Sáng Vi Max ở format standard của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy bộ bài này như thế nào, hãy đừng quên để lại cho mình một comment nhé. Và nhấn like, subscribe, bấm chuông nhận thông báo cho video mới nhất. Mình đang lên kênh hàng ngày nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.